Chào ngày mới tới tất cả cô chú anh chị khách hàng nhé. Em thương lên sóng cho cô chú anh chị khách hàng nhà mình là 3 khúc chắc dây hàng gai mắt rất là nhiều luôn mọi người. Toàn hàng gai mắt không, vân thì rất là đẹp. Mỗi tội là bị bọng xíu mọi người nhé. Bọng xíu, khúc này thì bọng ít còn đâu là đặc. Ok, em đi vào kích thước từ khúc 1 mọi người nhé. Có chiều dài này, 90. Dày lắm rồi, đây. Dày có 4 sen, chỗ này dày 4-5 sen luôn. Đường kính này 10 11. Chỗ đây qua đây là 14. 10. Đây, đầu đây mọi người. Dày cực kỳ luôn. Này, mắt thì rất là đẹp. Rồi, khúc số 2. Dài được 88 phân. Đây là đường kính này. Một chiều 13. Một chiều 11. Dày lắm mọi người, mắt rất là đẹp luôn. Cái này gần như đều luôn. Khúc số 3 mọi người nhé. Khúc số 3 dài là 1m35. Đầu này là 13. Chỗ đây là 13. Chỗ đây là 20 vân này mọi người. Toàn hàng mắt không. 13. 14, 15 này. 11. 10. Toàn hàng gai mắt rất là đẹp mọi người ạ. Ba cục đây là 38 cân mọi người nhé. 38 cân. Dày lắm mọi người. Rất là dày. Toàn gai mắt không mọi người, quá đẹp rồi. Toàn gai mắt, quý cô chú chị thiện chí liên hệ em Hương nhé. Rất là dài, đoạn đây đặc nha, chỉ bị xíu lên đây là đặc. Đường kính 10,5 này. Để mọi người nhìn. Ba khúc chắc dây cong ba rất là đẹp luôn. Quý cô chú chị thiện chí thì liên hệ em Thương nhá. Giá thì hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn luôn, rất là mắt, quá lắm mắt luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em ạ.